Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chung cũng là Tiền Giang mà, đúng không? Đúng rồi. Sinh nhật của Đức đúng không? Quê ở đâu? Quảng Nam à? Quảng Nam đúng không? À. Quảng Nam là khu nào anh không biết đấy. Nhưng mà phải đã nữa. Hãy subscribe.
công ty mới có mình làm gì có. Hôm nay sợ làm không có được đó. Rồi.